tay tại khu vực hầm chui, ngã tư Vũng Tàu, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khi đang lưu thông qua hầm chui, một xe khách giường nằm bất ngờ gặp sự cố rồi tông vào nhiều biển báo, lan can trong sự hoảng loạn của hành khách. Hiện trường vô cùng thảm khốc. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 26 tháng 12, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 49B01074 chạy lên quốc lộ 51 theo hướng đi từ huyện Long Thành về thành phố Biên Hòa. Khi đến khu vực đầu hầm chui ngã tư Vũng Tàu, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, xe này bất ngờ gặp sự cố, lao sang phải, đâm gãy một biển báo giao thông. Trước khi dừng lại, chiếc xe tiếp tục đâm vào lan can đầu hầm và thanh giới hạn chiều cao của hầm chui. Vụ việc khiến nhiều hành khách trên xe vô cùng hoảng sợ, la hét cầu cứu. Tại hiện trường, chiếc xe nằm vắt vẻo trên thành lan can, đầu xe vỡ nát. Cạnh đó, một biển báo và nhiều mét thanh giới hạn chiều cao bằng sắt cũng bị tông gãy. Vụ tai nạn may mắn không gây ra thương vong. Nhận được tin báo, Công an thành phố Biên Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt, tiến hành lập biên bản, phong tỏa khu vực đầu hầm chui để phục vụ công tác xử lý hiện trường vụ tai nạn. Do vụ tai nạn kéo dài vào giờ cao điểm sáng, khiến giao thông trên quốc lộ 51 ùn tắc kéo dài. Đến sáng ngày 26 tháng 12, lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiến hành giải quyết hiện trường vụ một xe khách tông rồi nằm vắt vẻo trên thành lan can đầu hầm chui, ngã tư Vũng Tàu. Rất may vụ tai nạn giao thông không gây ra thiệt hại nào về người, nhưng đã phá hủy hệ thống giao thông cũng như làm hư hỏng nặng phần đầu xe. Mong rằng nguyên nhân của vụ tai nạn sẽ sớm được làm sáng tỏ, đồng thời nhanh chóng khắc phục được hậu quả của vụ tai nạn.